Kính thưa quý vị, kênh YouTube Tây Ninh TV Audio của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh vừa cán mốc hơn 100.000 lượt đăng ký. Với số lượng người đăng ký này, kênh YouTube Tây Ninh TV Audio của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh sẽ nhận được nút bạc từ YouTube. Kênh YouTube Tây Ninh TV Audio được thành lập từ giữa tháng 7 năm 2021. Đây là kênh chuyên đăng tải các sản phẩm phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, trong đó, đài thực hiện phát trực tiếp hàng ngày trên kênh Tây Ninh TV Audio đầy hai chương trình thời sự phát thanh vào lúc 11 giờ 30 phút và 17 giờ. Tự thực trực tiếp buổi quay số bởi thưởng sổ số, số ký thiết tỉnh Tây Ninh vào 16 giờ 10 phút thứ năm hàng tuần. Ngoài ra, các chương trình chuyên biệt trên kênh như kết nối tri thức, bản tin trợ lý ảo, 24 giờ chuyển động cũng nhận được sự quan tâm lớn từ người dùng YouTube. Ngoài ra, kênh YouTube này cũng thường xuyên trực tiếp các chương trình, các sự kiện lớn của đài và của tỉnh. Theo thống kê đến nay, kênh YouTube Tây Ninh TV Audio đã có gần 120 triệu lượt xem. Trước đó, kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh cũng đã nhận được nút bạc từ YouTube và hiện đang có gần 200.000 người đăng ký.